Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với Xem Nhắc của Bali. Hôm nay chúng ta sẽ ăn một cái quán Tây cũng là ngon, Hungry Bookie Pop. So nay, sau những ngày mình ăn đồ Indonesia. Đây, cái này mình thử ha, mọi người thấy một loạt các món. Nhưng mà mình sẽ thử một món thôi. Đây, là grip bò. Đang cầm luôn. Trời ơi, ngon quá. Theo kiểu nhảy.